Xin chào tất cả quý vị chị các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở quán bánh cuốn trứng nhân. Nó nằm ở ngay trên con đường Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7 nhé. Ở đây thì khách rất là đông luôn. Mọi người thấy là xếp hàng mua bánh cuốn này. Một hộp là 17.000 nhé, rất là rẻ luôn. Bánh cuốn chả bò là 20, bánh cuốn trứng là 20, còn bánh cuốn thường là 17.000. Và đây là bánh cuốn thì được tráng bằng cái lò hấp bằng máy, không phải là làm theo kiểu truyền thống như mà mình hay làm. Và thực sự một lần làm là rất là nhanh luôn đấy. Đây là cái công đoạn làm bánh cuốn. Một cái bánh khoảng 2 đến 3 phút, rất là nhanh. Một hộp là 17.000, nếu ai ăn thêm là 20.000, ăn thêm bánh là 20.000. Ăn thêm chả bò hoặc là ăn thêm các cái xác này mình có thể gọi thêm 20 đến 25. Nhân thì ở đây thì gồm có là thịt bằm này, rồi nấm mèo, rồi là cà rốt, rồi củ sắn. Làm đến đâu là hết đến đó luôn nha quý vị. Khách rất là đông, làm đến đâu hết đến đó, không bánh lúc nào luôn luôn được nóng. Mình quay cho quý vị xem cái công đoạn làm bánh của chị này. Ở đây cái lò này đứng ở đấy thì nó cũng không có nóng lắm. Cái lò hấp này thì mình thấy là mấy cái khay là máy inox nên là nó khá là sạch sẽ nhé. Ở đây thì ăn với lại nem này, chả bò này, chả lụa, chả chiên, rồi bánh tôm. Này là bánh tôm mà em? Dạ đúng rồi, bánh tôm. Cái này là nhà mình chiên luôn đúng không? Dạ, nhà chiên. Ăn này nó giòn, nó thơm kìa. Dạ. Cái này bánh đắt lắm. Cái này là làm từ khoai đúng không? Trong này là giò chả, giò thủ, chả chiên, chả lụa. nem. Đây là nem Huế. Nem Huế Thủy Tiên. Này là chả bò gì? Đúng rồi, chả bò. Cái này mình cũng lấy từ Huế luôn hay sao chị? Thơm ghê. Thơm quá trời luôn hả? Cái này mình bán 30 ngày, có nghỉ ngày nào không chị? Không nghỉ ngày nào hết đúng không? À. Ở đây địa chỉ là số bao nhiêu gì nhỉ? 22 Tân Mỹ. À, 22 Tân Mỹ. Cái tay này dạ cho chú quay. Tôm nhà chị chiên luôn đây. Cái con tôm này em thấy nó nhỏ nhỏ mấy con này. À tôm mình à. À tôm này ăn thơm đúng không? Nó mềm. Ăn giòn thơm. Đây là mở cửa 5 giờ tới 10 giờ buổi sáng, buổi chiều là 16 giờ đến 21 giờ nha quý vị. Đây Văn Lương là có một chi nhánh này anh. À. À. Ủa 20 lấy bánh tôm cộng đó nha. Lấy bánh tôm cộng. này chả chiên gì nhỉ? Chiên ngon không? Thơm. Này là lấy cùng một lò hay sao chị? Miếng giò thủ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau nhé. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.